Thành Cát Tư Hán Bí Sử. Tập 5. Thành Cát Tư Hán có phải là nhà cách mạng vĩ đại của Mông Cổ? Người Mông Cổ không phát minh ra giấy, không có kỹ thuật làm gốm cao cấp, không sản xuất ra loại vải vóc có độ tinh xảo cao như người Hán. Nhưng ở một khía cạnh khác, quân Mông Cổ là nỗi khiếp sợ hằng sâu của nhiều nền văn minh kiêu hãnh trên cả hai lục địa, từ Á sang Âu. Từ những toán dân mù chữ, thiếu đói và không có văn hóa, người Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Thành Cát Tư Hán và những hậu duệ của ông đã làm cho cả thế giới phải khiếp sợ và quy phục. Với chế độ quân Việt, họ đã cai trị những nền văn minh vĩ đại hơn cả họ hàng nghìn năm, điển hình như Trung Quốc, Iran, phần lớn vùng Cận Đông và cả nước Nga. Xét về tư duy và tầm nhìn của Thành Cát Tư Hán thì có lẽ chúng ta sẽ không hiểu nổi vì sao vốn được xuất thân trên một nền tảng xã hội đầy hỗn loạn với sự lạc hậu, cướp bóc và đói kém mà Thành Cát Tư Hán lại có thể đạt đến một tầm vực khác, vượt hẳn lên xã hội Mông Cổ thời đại đó. Vào giai đoạn hưng thịnh, biên giới của đế chế Mông Cổ ở phía Tây không chỉ dừng tại Biển Đen, mà có thời điểm, vó ngựa rầm rập của người du mục Trung Á còn phủ bụi mờ răng trên khắp vùng bờ biển Địa Trung Hải. Ngày nay, thuật ngữ đế chế hiếm khi được dùng trong xã hội hiện đại, thời điểm mà nhân loại đã dịch chuyển từ thời kỳ hậu đế quốc sang kỷ nguyên toàn cầu hóa. Danh từ đế chế giờ đây chỉ còn là một khái niệm để dẫn chúng ta đến sự hình dung về một quốc gia từng có biên giới trải dài từ Á sang Âu. Nói về khía cạnh tàn phá khủng khiếp của chiến tranh, theo ước tính, đã có hàng triệu người châu Âu và châu Á chết dưới vũ khí của đoàn binh Mông Cổ. Ngoài ra, còn nhiều thành quả học thuật, thành quả khoa học của nhân loại cũng trở thành đống tàn cho dưới vó ngựa bành trướng của người Mông Cổ. Người Ả Giật thì nói rằng, quân Mông Cổ đã kéo sự phát triển của họ thụt lùi đến tận hàng thế kỷ. Nhưng ở một khía cạnh khác, nó có một sự tích cực nào đó. Vào thời điểm mà vó ngựa của quân Thành Cát Tư Hán còn chưa rầm rập trên đất trời châu Âu, đường mối liên kết cả hai lục địa Á Âu vẫn là một màn xương răng mờ huyền ảo. Người dân lục địa giả hãy còn hiểu biết mơ hồ về châu Á và người châu Á cũng chưa có khái niệm gì về phương Tây. Rồi qua các cuộc xâm lược và cai trị của đế chế Mông Cổ, kinh tế, tôn giáo, văn hóa và khoa học giữa các nền văn minh đã có sự va đập và dung hòa lẫn nhau. Có thể nói, Thành Cát Tư Hán không chỉ mang chiến tranh đến trời Tây, ông còn xuất khẩu kỹ năng và học thuật về quân sự để người châu Âu tái sử dụng nó. Hitler đã học hỏi rất nhiều các học thuật quân sự từ người Mông Cổ để phát triển quân đội cho người Đức, rồi thực dân Anh, Pháp, Bồ Đào Nha cũng lấy cảm hứng từ Thành Cát Tư Hán để phát triển hải quân, mở rộng đế quốc của họ. Về kinh tế thì giao thương giữa Á Âu chính thức được kết nối qua con đường tơ lụa, chấm dứt hàng thập kỷ cả hai lục địa chìm trong sương mù u tối. Nếu nhận xét công tâm, có thể nói Thành Cát Tư Hán chính là người đầu tiên tạo ra đầu mối liên kết mang tính toàn cầu hóa giữa hai lục địa Á và Âu. Sau cuộc viễn chinh của Thành Cát Tư Hán, cảm hứng khơi mào về những cuộc khám phá các vùng đất bí ẩn khác đã nảy lên ở châu Âu. Điển hình là sau đó, năm 1275, Marco Polo là người châu Âu đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc. Rồi 200 năm sau, Columbus đã dong thuyền đi tìm Ấn Độ nhưng lại khám phá ra châu Mỹ. Nếu như các đế chế châu Âu, sau khi lãnh địa được mở rộng bằng chiến tranh, để trị vì một đế chế đa dạng sắc tộc, các nhà lãnh đạo duy trì sự kiểm soát bằng một loạt các biện pháp về quân sự, kinh tế, chính trị và tôn giáo, thì với đế chế Mông Cổ, họ cai trị dựa trên quyền lãnh đạo tập trung, duy trì bằng hệ tư tưởng đế quốc và chủ nghĩa quân phiệt. Có thể nói đây là một mô hình phi đế chế, chưa từng có trong lịch sử. Nguyên nhân thì dường như do khía cạnh nguồn cội lịch sử của họ. So với các nền văn minh khác, về khía cạnh học thuật, người Mông Cổ không có một lịch sử huy hoàng về triết học, văn học hay chính trị. Nhưng thay vào đó, họ đã có hơn 5.000 năm lịch sử thuần hóa ngựa và có những cải tiến đáng kể về yên ngựa, dây cương, móng ngựa và xe ngựa. Ngay từ nhỏ, những đứa bé Mông Cổ đã được huấn luyện đi săn thú bằng cung tên trên lưng ngựa. Và khi trở thành những chiến binh, họ áp dụng cách săn thú để chiến đấu với quân địch.
Họ bao vây, làm cho con mồi không tìm được lối thoát. Rồi khi con mồi rơi vào run sợ, mất phương hướng thì họ đánh nhanh rút gọn. Ngoài tính thiện chiến, đội quân Mông Cổ có tính kỷ luật và sự trung thành rất cao. Một ngày họ có thể phi ngựa đi hàng trăm dặm mà không cần ngơi nghỉ. Khi đói khát mà không tìm được thức ăn thì họ uống máu ngựa để tồn tại. Nói về xã hội Mông Cổ, để các chiến binh có thể ngày đêm chinh chiến trên lưng ngựa, không thể không nhắc đến vị thế của người phụ nữ Mông Cổ. Ngay từ nhỏ, các bé gái đã được dạy cách sống tự lập trong môi trường du mục. Họ có thể chăm sóc hàng trăm con cừu, lạc đà và ngựa mà không cần tới sức lực của đàn ông. Còn với những người phụ nữ trong dòng dõi hoàng tộc, nhiều người đã đích thân ra nhiếp chính khi con cái họ còn nhỏ. Điển hình như mẹ của Hốt Tất Liệt, bà Toa Lỗ Hòa Thiếp Ni đã giữ quyền cai trị nội Mông trong một thời gian, cho đến con trai lớn của bà đủ tuổi để lên nắm quyền. Còn những người phụ nữ khác trong hoàng tộc cũng thường đóng vai trò hòa giải khi có các cuộc tranh giành quyền lực xảy ra trong nội bộ. Thành Cát Tư Hãn có 7 người con gái và ông đều gả họ cho những gia tộc quân phiệt hùng mạnh hoặc là các tướng lĩnh của ông. Và những vị công chúa này đã làm rất tốt vai trò của họ, giữ cho các tướng lĩnh trung thành với ông và là sợi dây gắn kết tình hào hữu với các bộ tộc khác. Có thể nói Thành Cát Tư Hãn là một nhà lãnh đạo vĩ đại mà người Mông Cổ không bao giờ tìm thấy lần thứ hai. Ông có công thiết lập chữ viết cho người Mông Cổ. Ông thống nhất được các bộ tộc bản địa, dạy họ lòng trung thành, nơi mà trước đó tình bạn vô cùng lỏng lẻo và sự phản bội dường như là thói quen. Không chỉ có tầm nhìn về văn hóa, kinh tế, tầm nhìn chính trị của Thành Cát Tư Hãn có thể nói là vượt hơn cả Julius Caesar, Charlemagne hay Napoleon.